cầu nguyện. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên thủy, đẹp như cánh hoa khê xưa đời, chẳng vương tí vết hay bận nhơ, đẹp như câu viết muôn bài thơ. Hồn con chiêm ngưỡng nhan mẹ xinh, tiên dâng trái tim yêu đẹp xinh. Xin cho con mỗi ngày thêm mến mẹ, xin cho con biết rời xa bên mẹ, để sống đời sống xưng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng hơn được Chúa đời thương suốt đời chung tin. Mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm vào đầu mùa vọng. Chúng ta nghe vọng lên lời chào của sứ thần Gabriel rằng: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà. Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Lời kính chào, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, đã bày tỏ cách thâm sâu mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội nơi Đức Mẹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là những tâm tình đầy sốt mến và mừng vui của Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thạch mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong ngày lễ trọng mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào năm 1377, Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Brigitta rằng: Đúng sự thật là mẹ đầu thai vô nhiễm. Hỡi ái nữ của mẹ, con hãy tin và thấy rằng những ai tin và tuyên xưng mẹ đã được gìn giữ khỏi vết nhơ tội tổ là họ nghĩ đúng. Ai nghĩ ngược lại là sai, nhất là họ nghĩ càng rỡ. Năm 1830, Đức Mẹ đã dạy Thánh Nữ Catarina lời nguyện vắn tắt rằng: Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ. Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Pio IX đã công bố tín điều vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Ngài nói: Với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chính chúng tôi minh xác, công bố và định tín rằng Đức Trinh Nữ Hồng Phúc Maria, ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng thân mẫu, do một ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa dành riêng cho người, nhờ công đức của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của nguyên tội. Đó là một giáo lý do Thiên Chúa mặc khải và mọi tín hữu phải tuyên xưng niềm tin ấy. Đức Thánh Cha Pio IX công bố Đức Mẹ ngay từ phút đầu tiên được thụ thai đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Mẹ luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa cách hoàn hảo, và suốt đời không bao giờ có một giây phút nào mẹ sống xa lìa Thiên Chúa. Sau 4 năm, vào năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, miền Nam nước Pháp. Mẹ đã xưng mình: Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, xác nhận điều tuyên tín của Đức Thánh Cha Pio IX. Mầu nhiệm Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là kết quả tràn đầy viên mãn của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô mang đến cho mẹ
để mẹ làm mẹ đấng cứu thế. Hồng ân vô nhiễm như được tóm tắt trong Kinh Tiền Tụng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm rằng: Chúa đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria rất thánh khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, để chọn người đầy ơn phúc xứng đáng là mẹ con Chúa, và chỉ cho chúng ta thấy nơi người là khởi điểm hội thánh xinh đẹp, không vết nhăn, là bạn con Chúa. Lạy mẹ Maria là kỳ công tuyệt diệu của Thiên Chúa, là thành quả trọng đại công trình sáng tạo của Đấng Toàn Năng. Mẹ tiếp nhận nơi cung lòng trinh khiết rất thánh của mẹ, con Đấng Tối Cao. Nơi mẹ không hề có bóng dáng tội lỗi. Mẹ thật là đấng vô nhiễm nguyên tội. Ôi mẹ rất tốt lành, thánh thiện, rất dịu hiền, triều mến. Mẹ không bỏ rơi ai, cho dầu loài người chúng con vô ơn, tệ bạc. Mẹ vẫn cầu xin lòng thương xót của Chúa cho chúng con. Xin chúc tụng và tôn vinh mẹ vô nhiễm nguyên tội. Amen. Xin thương xem giữ gìn khỏi vết tội, luôn chung trinh một bài ca suốt đời. Từ máu của con tình mến sắp son, sau cuộc đời heo nhận lấy trái tim lòng bên chay luôn chân tình mẹ với con. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa về giữa đời, chẳng vương khi biết thêm ơn nhớ, đẹp như